Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình tiếp tục đi dụ cái con trầu màu. Ngày hôm qua mình đã thuần nó. Hôm nay hồi tối hôm qua có cho nó ăn nửa trái chuối. Nó ăn no nó nhảy nữa rồi. Đó, bây giờ phải kiên trì. Kiên trì phải khuất phục được cái con chim đầu đàn này. Nó đang đứng bên kia. Thì trên tay của mình bây giờ đang có một con chọc cào cào. Không biết có đâu có con sâu nó lọt vô trong lòng rồi. Nó ăn được con sâu đó chắc là nó cũng êm rồi đó. Nhìn nó đó, mình đứng đây thì nhìn nó ra bộ nè. Đó, bộ dạng cũng mạnh lắm chứ đâu phải là yếu ớt gì đâu. Lực lắm. Nhưng mà nó rất là khó chịu nha. Bây giờ dụ tiếp nè. Nhảy miết thôi mà. Mày tới ăn nè. Đói thì nó đói lắm rồi nhưng mà nó vẫn chịu ăn. Nhưng mà mình phải kiên trì các bạn, phải kiên trì. Kiên trì thời gian thì con chim nó mới thuần được chứ ngày 1 ngày 2 sao thuần được. Mình cố gắng mình liên tục vậy đó, khoảng chừng 5-3 ngày gì đó thì nay là nó chuẩn rồi đó. Nay nó chịu đứng rồi, nó đứng nó ăn rồi nè. Chứ bữa đêm mới về là nó nhảy không à. Đó. Nó đứng nó ăn rồi đó, ăn ngon lành cào cào rồi đó. Thì cứ liên tục vậy các bạn, cứ làm theo cái cách của mình hướng dẫn nha. Cứ liên tục vậy nó đói là nó nghe lời à. Nó đói là nó ăn. Cứ ngày trong cái chỗ này thì bây giờ trong cái lồng nó thì bây giờ mình chỉ để nước thôi. Chứ thức ăn là không có rồi đó. Theo anh xem à. Nước rồi. Ăn rồi, lấy hết rồi. Rồi thấy không? Đó, thức ăn là mình lấy hết rồi. Mình đâu có để thức ăn trong đâu. Nó đói, đói thì mình dụ kiểu gì nó cũng nhảy vô nó lấy mồi nó ăn thôi. Thì vậy từ từ thì nó sẽ vàng các bạn. Từ từ nó vàng. Rồi. Rồi chúc các bạn nuôi chim thật vui nha. Nhanh thuần được các chiến binh nè. Bây giờ mình quay giới thiệu thêm cho mọi người xem mấy con chim bổi mà bổi đấu mình tách lòng 5-6 tháng nè. Cái này nè. Hôm nay là mình đem 4 con này ra để cho nó tắm nè. Rồi nó lấy chút ánh nắng. Sẵn quay cho mọi người xem chim bổi đấu nó đứng lòng. Bây giờ trong cửa hàng bên mình thì bổi đấu mình lên lòng rất là nhiều. Đó các bạn xem cút bên trong kia. Thì chim cơ bản là chim nó chưa có được dạng lắm cho nên là mình cũng ít lên clip cho mọi người xem á. Thì con nào nó ok rồi thì mình mới lên clip cho mọi người xem được. Nếu nó nhát quá thì quay nhìn nó kỳ lắm, nó nhảy tưng tưng kỳ lắm. Giờ có 4 con này á thì nó chuẩn rồi nè, mình đem ra 1, 2, 3, 4. Đó, ông nội này là Quảng Nam Trà Linh nè. Ông này là Lạng Sơn. Ông này là Kim Bôi Hòa Bình nè. Ông này là Lạng Sơn, ông này khá hay. Ông này là cái nết nó nhảy cầu liên tục. Ông này tham gia thi thố được rất là tốt. Còn ba ông này thì giọng thì ok rồi. Về thái độ cũng ok rồi. Nhưng mà độ lanh cầu thì không bằng ông này. Ông này mình chấm là 10 điểm. Rồi cơ bản thì chúng ta cứ tiếp tục thuần cái con chim như vậy á.
À, cái con chim này thì đại thuần được nay là ngày thứ hai rồi, thì cơ bản là nó cũng chịu đứng và nó cũng chịu tới đớp mồi ăn rồi. Thì mình cứ cố gắng làm như vậy liên tục khoảng chừng tuần thôi, thì tự động chim nó sẽ thay mến mình, bắt đầu nó sẽ chững lại nha các bạn. Thì lúc đó mình nuôi theo chế độ bình thường thôi là con chim nó sẽ dạng nha các bạn. Chứ giờ một con chim ngoài rừng về thì muốn thuần nó thì phải có chiêu, chứ ngày một ngày hai thì nó chưa có thích nghi cái môi trường trong lòng á thì cũng hơi khó. Rồi, mình xin chào và tạm biệt các bạn nha. Chúc các bạn nuôi chim thật là vui. Xin hẹn mọi người video tiếp theo nha. Bye bye.